justice is guaranteed. Hear the mighty roar of the Dinocorps. Tập 12, ánh sáng và bóng tối. Tôi biết là cô sẽ phản bội mọi người mà, Kaya. Hay lắm, y như ta dự đoán. Cha cha, người đẹp gì lụa mà. Cuối cùng ngươi cũng chọn được con đường cho mình rồi. Xem đây, sức mạnh của quả cầu bóng tối. Tất cả mọi thứ đều sinh ra từ bóng tối. Chúng ta sẽ về với bóng tối. Quay về với bóng tối nguyên thủy của vũ trụ này đi. Thiên thần bóng tối Kai à? Ta không phải thiên thần bóng tối. Hả? Ta là đầu bếp pizza Dino Kai à? Ta tới đi ngăn cản ngươi và cứu các bạn của ta. Hay quá, di chuyển được rồi. Hả? Sao họ làm được chứ? Kaya, chị ấy tìm cách đang phân tán sự chú ý của Petra. Hoa, Kaya, hay lắm. Cô ta không phản bội chúng ta sao? Ai cho ngươi đụng vào con mắt thứ ba của chúa tể Cosmos sao rớt đồ phản không. Bội? Ta vốn không hề phản bội ai hết. Kaya! Chị có sao không? Tôi không sao. Kaya, tụi em cứ nghĩ chị phản bội, tụi em sai rồi. Vừa rồi nguy hiểm lắm đó. Không sao. Thật xin lỗi vì tôi đã không tin cô. Chúng ta chưa thắng đâu. Người dám Cosmosaurus, hãy cho chúng thấy sức mạnh. Trước rồi, hãy xem bộ mặt thật của Titanopole. Hả? Nó không còn là con rắn nữa rồi. Ray, tôi nghĩ thứ này thực sự rất mạnh. Có chừng đó. Không cần lo, nó sẽ không có cơ hội thắng chúng ta đâu. Thử xem. Đại bác Cosmo. Wow, thứ này ghê gớm thiệt nha. Tới lúc quyết diệt rồi. Saber biến hình tốc độ siêu phàm. Ha ha, thách người bắt được ta đó. Ngươi sẽ sớm chầu trời thôi. Red, tôi tới đây. Đi xe. Thử cái này xem. Bảy Cosmo. Bậc thầy Dino, so với sức mạnh bóng tối, ngươi chỉ là con bọ nhỏ thôi. Lại một lần nữa Pyron phạm sai lầm rồi. Ngươi còn xứng đáng nhắc tới chủ nhân Pyron của ta. Ta nghĩ các ngươi cũng có kết cục giống tên Paria đó thôi. Hả? Các cậu. Ray.
Bọn ngu ngốc, hãy nếm thử sức mạnh của chú tể Cosmo sau rết đi nào. Không, vẫn còn thời gian mà. Hả? Viên đá thiên hà, đi nào. Cái đó, viên đá thiên hà. Kea, biến thành con nít rồi. Cách làm cho viên đá thiên hà biến mất. Akash, viên đá thiên hà có thể gây ra nỗi đau, nhưng biết đâu nó có thể giúp ta. Điều hoàng đế siêu đẳng đã được nâng cấp rồi. Wow! Hình như là Akash đã giúp viên đá thiên hà để nâng cấp đi hoàng đế siêu đẳng. Được rồi, lưỡi hái tự thân. Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng, nhưng bóng tối sẽ luôn chiến thắng ánh sáng. Ngươi cứ ở đó nói cho bóng tối ánh sáng đi. Công lý luôn luôn đúng. Và vấn đề ở chỗ ai mạnh hơn mà thôi. Có một thứ đã được sinh ra từ thuở sơ khai. Con giáo Cosmo. Cái gì? Akash, cú đã thật ngầu quá đi. Atra, đến lúc ngươi phải đền tội rồi. Thật sao? Titanoboo, xử lý bọn nhóc phi phức này và kết liễu bọn chúng đi. Có chuyện gì vậy? Atra, mau thôi đi. Người tới số rồi. Lưỡi hái xung kích. Ngươi thích không? Bị một kẻ mạnh hơn như ta đánh bại nhà ngươi. Không thể. Lẽ ra ta phải có sức mạnh của Cosmo sau rết chứ. Người tới số thật rồi. Đã tới lúc. Có gì đó. Akash, chủ nhân, Akash có gì đó không ổn. Cái gì? Tao phải kết liễu ngươi ở đây. Cút đi. Có lẽ kết thúc rồi. Có chuyện gì vậy? Bắt ra đi rồi. Không còn cảm thấy cô ta ở đây nữa. Akash, cậu quá ngầu luôn đó. Chờ đã Rex, cậu phải quỷ gì quá cầu bóng tối. Sau đó thì mọi thứ mới có thể quay trở về như cũ. Mình hiểu rồi. Đó là sức mạnh của Commodus. Akash, gì vậy? Sức mạnh này là của ta. Tốt lắm, Akash, hãy sử dụng sức mạnh của nhà ngươi đi. Đắt đâu. Bây giờ sức mạnh đó sẽ truyền qua hết cho ta.
Đúng rồi, phải vậy chứ. Sao một hoàng đế của Akan đột nhiên đáng sợ vậy chứ? Hả? Ông giọng người đó. Có phải Đắc Nô không? Đắc Nô? Ông đã làm gì Akan rồi? Sức mạnh của mọi người giờ đây đã trở thành sức mạnh của ta rồi. Cái gì? Không thể nào. Giờ ngươi đó khay à, chỉ có đồ ngốc như ngươi mới giao viên đá ra thôi. Nó sẽ được truyền qua cho sức mạnh bóng tối. Nhưng mà ông lợi dụng tôi. Là tại ngươi dễ dãi quá thôi. Con Akan lại không đủ sức mạnh để kháng cự. Năng lượng của Akan đang bị rút cạn. Không thể nào tin được. Tập 13, đi nào, tới hành tinh Dino. Akan, tụi mình cần cậu. Có khóc than cũng vô ích thôi. Hắn ta không nghe được đâu. Tên nhóc ngu ngốc kia, cũng nhờ ngươi mà ta có được sức mạnh này. Hả? Cuộc chiến giữa ngươi và Bách Ra chỉ là một âm mưu thông minh của ta thôi. Ôi không, kiếm của mình. Lý do ta làm những chuyện này chỉ là để thu nhặt tất cả số đá thiên hà. Một mũi tên trúng hai con nhãn. Và bây giờ, sức mạnh của ta đã ngang với Cosmos Rush. Nó sẽ giúp cho ta hấp thu tất cả sức mạnh của mọi người. Ông sẽ phải trả giá đắt nô. Tốt lắm Akan, ngươi càng dẫn ta càng mạnh. Chúng ta đều là những kẻ khao khát sức mạnh. Không, mình không. Akan, năng lượng của Akan không cần tính hẹn gì nữa. Sao? Đó là vì Akan hắn ta không còn tồn tại trong vũ trụ này nữa rồi. Ông đã làm gì cậu ấy? Ngươi nhìn lại bản thân mình đi. Ta muốn nhìn thấy một đứa trẻ tuyệt vọng. Và giờ đây cả vũ trụ sẽ phải cúi đầu trước ta. Chiêu trại bóng tối của ta đã bắt đầu. Đứng cầu chủ. Ôi trời. Có vẻ như các ngươi vẫn chưa hiểu ý ta muốn nói gì à. Tôi muốn thêm sức mạnh. Sức mạnh hả? Chà, thật ra muốn có cơ hội vàng ở đây nè. Đồ con nít đơ đễnh có thể thương lượng được. Tham gia cùng bạn của ngươi đi. Cảm nhận được chứ? Thôi xong, Rex đang bị bóng tối chế ngự rồi. Không chỉ Rex đâu, cả chúng ta nữa. Đừng mà. Đắc Nô, ngươi sẽ phải trả giá. Chúng ta không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Phải rồi, tức giận nữa đi. Hãy cảm nhận sức mạnh của cơn thịnh nộ đó. Sức mạnh mà Akan và tôi muốn, đó không phải sức mạnh ông sử dụng đâu. Điều duy nhất tôi muốn là bảo vệ những gì chúng tôi yêu. Xin chào Red. Akan, đi nào.
tôi không thể quay trở lại được nữa. Tại sao chứ? Tôi đã để cơn giận thắng và làm cho mọi người phải gặp nguy hiểm. Sao tôi có thể gọi mình là bậc thầy Dino được chứ? Akan, bậc thầy Dino chính là tia hy vọng trong những lúc như thế này. Chủ nhân, Barry ơi, mau lên, đi nào, mọi người đang chờ chúng ta. Red, mau đi thôi, quay lại nào. Chủ nhân Barion, cuối cùng tôi đã hiểu Red vì sao có được thông báo rồi. Không thể nào. Cảm ơn mọi người, tôi không sao. Được thôi, nếu như người muốn, ta không cần sức mạnh quen của các người nữa. Kế hoạch của ta chỉ là lợi dụng người thôi và khiến cho toàn bộ vũ trụ này biến mất. Nhưng ta vừa nghĩ ra được một thứ hay ho hơn nhiều. Các nô hình như là đang tập hợp rất nhiều mảnh thiên thạch. Là một kẻ thống trị vũ trụ, việc làm đầu tiên của ta là sẽ hủy diệt hành tinh không còn phục vụ cho lợi ích của ta nữa. Hả? Sao tự nhiên tới gì vậy? Ta sẽ loại trừ hành tinh vô dụng của các ngươi chỉ với một cú tấn công. Ôi, trời ơi! Những lời ông ta nói không thể đe dọa chúng ta được nữa, đúng không? Ừ. Tôi nghĩ là viên đá thiên hà và các vũ khí không chứa được sức mạnh thật sự đâu. Sức mạnh thật sự đến từ bản thân của mình. Các người có đá thiên hà mới sao? Rất ơi, các cậu thật tuyệt vời. Không thể nào, mấy cái đó đâu ra vậy? Đại trung sinh quỷ dị biến hình. Lúc đến trái đất tôi hơi cáu, bởi vì tôi muốn giấu nỗi đau mất đi hành tinh Dino. Tôi nghĩ không ai giúp được mình hết, nhưng chúng ta không thể làm gì một mình đâu. Phải đó, cũng giống như khi ăn pizza cùng bạn bè sẽ ngon hơn nhiều. Nếu phải trải qua khó khăn cùng nhau thì sẽ dễ dàng hơn. Không cần biết bóng tối xảy ra chuyện gì, chúng ta không thuộc về nó. Và ý nghĩa bạn bè chính là giúp đỡ ta mỗi khi cần. Nếu chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, chuyện gì cũng có thể làm được. Chính xác, chúng ta có thể làm được mọi thứ. Cùng nhau vượt qua tất cả. Các người không bao giờ thắng được ta đâu. Chỉ cần bọn tôi bên nhau, thì sẽ có thể đánh bại mọi thứ. Làm được rồi. Khủng long vĩ đại hợp nhất. Biết rồi, Dino. Nhưng mà không biết rồi Dino, tại sao? Sao rồi?
Cảm ơn Trai. Cuối cùng thì bọn tôi cũng có thể quay về hành tinh Dino. Nhưng chờ đã, phải đi sao? Bây giờ Dino đã đi rồi, chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ hành tinh Dino. Nhớ đến thăm bọn tôi đó nha. Yeah. Mọi người, có ai nhìn thấy Red không vậy? Chú cứ nghĩ nó ở đây. Hả? Cậu đã nghe lại trễ nữa rồi. Nè, đồ ăn dọc đường đi. Thiệt đó, không phải tạm biệt đâu. Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, được chứ? Tôi sẽ nhớ cái cậu lắm đó. Không thở được. Ôi, em đi đây. Thanh đường bây giờ nhớ cái cậu lắm đó. Nào, chúng ta cùng ăn thôi. À, có phải chuông báo của Red không? Nhìn kìa, là hình của chúng ta đó sao? Cậu chủ Tyranno, thôi đi nào. Cậu thiệt xấu hổ quá. Có phải không gặp lại nhau nữa đâu. Nè, cậu khóc nữa là mình khóc theo bây giờ nè. Xin chủ nhân đừng lo, tôi sẽ đích thân đem từng viên đá thiên hà về đây cho ngài dù ở bất cứ đâu. Dưới sức mạnh của viên đá thiên hà, cả vũ trụ này sẽ phải quỳ dưới chân của chúa tể Cosmosaurus. Lâu quá không gặp, nhớ ta không? Tất nhiên không. Xem thử công thức mới nhất của ba mình nè. Phủ ngập thịt luôn đó. Bánh mì già siêu ngập thịt ngọt. Ngon quá đi. Mau thử đi mọi người. Mọi người có tin được không? Cậu chủ ăn nhiều như khủng long luôn. Tất nhiên rồi, cậu ấy là Red mà. Dạ chút đã, không biết Kaya ra sao rồi. Kaya, chị ấy ngồi ở bên kia kìa. Con nhỏ này là Kaya hả? Con nhỏ gì ở đây chứ? Chờ đó đi. Khi bị đắc đồ cướp viên đá thiên hà, Kaya mất hết sức mạnh, sau đó thì trở nên nhỏ bé. Sao cô ta không thay đổi tính nết luôn đi? Cảm ơn vì tất cả, nhưng chúng ta vẫn là kẻ thù. Bây giờ tôi phải đi đây. Nè, chúng ta đều biết kẻ thù của chị là Dino. Với lại chúng ta là bạn mà. Vì là bạn nên em sẽ giúp chị lấy lại sức mạnh. Mau ăn pizza đi, toàn là thịt không đó. Với lại thôi, cảm ơn. Hiểu rồi, chị không thích ăn thịt hả? Không sao đâu, có pizza chay nữa. Đã nói không cần mà. Đừng đi mà. Kaya, chị sẽ luôn được chào đón, vì chúng ta mãi mãi là bạn. Không đúng, tôi biết cậu chỉ nói dối mà thôi. Red đúng thiệt là đồ ngốc, nhưng cậu ta không nói dối. Cậu ta không giống như Victor hay Dino. Xin hãy khai trừ Dino. Không thể để hắn quan trọng hơn tôi. Con chó trung thành của Cosmosaurus
Cảm ơn vì đã thu nhặt những viên đá này. Không phải người đâu, cút đi. Đó nè. Ê, ta sẽ lấy được số đá thiên hà đó. Sao người dám? Ngươi không xứng đáng với nó. Chúng đang hướng về trái đất. Ta sẽ cho ngươi thấy sau khi lấy được những viên đá thiên hà từ trái đất. Có chuyện gì? Đó là gì vậy? Sao lại vậy? Nè, gì vậy hả? Đó là cái gì vậy? Nhìn giống như là sao băng vậy đó. Ngôi sao đóng phân thì có. Tôi có thể cảm nhận được là năng lượng của viên đá thiên hà. Mau đi xem thử. Nè mọi người, chờ tụi mình chơi. Ôi chuyện gì đó? Ôi chuyện gì vậy? Mẹ ơi, chuyện nhìn gì kìa? Cái gì? Mẹ ơi, có chuyện nhìn gì kìa? Hả? Wow, ôi trời. Wow, thật tuyệt vời. Chuyện gì vậy mọi người? Chuyện này thật ra kỳ lạ. Hình như là ngôi sao băng đó rơi xuống hòn đảo nhỏ ở phía bên kia. Là những viên đá thiên hà. Sao nó lại ở đó chứ? Sao? Viên đá thiên hà hả? Còn cái đó nữa. Đó có thiệt là... Thiệt là cái gì? Chúng ta phải điều tra coi sao. Red, sẵn sàng chưa? Nào, đi thôi. Chuông báo khởi động. Chuông báo khởi động. Tyranno biến hình. Senator biến hình. Khủng long vĩ đại hợp nhất. Ultra đi khổng lồ. Ultra đi hoàng đế. Sức mạnh ánh sáng nằm trong viên đá thiên hà này. Còn những viên khác, chúng phân tán đi đâu rồi? Năng lượng này rõ ràng quá rồi. Ai vậy? Bạn cũ hả? Patra. Thì không ngờ. Sao? Cậu không giới thiệu cho tôi sao? Là kẻ săn mồi, chuyên săn lùng đá thiên hà, sau đó đem về cho Komosaurus. Vậy là kẻ xâm lăng rồi. Xem ra hai ngươi đã đánh bại Vito sao? Ấn tượng đó. Nhưng ta sẽ lấy được những viên đá thiên hà thôi. Ra đây, Masenkasaurus. Ôi, khủng quá. Hắn là ai? Đây nè, Dino Giga Masenkasaurus. Dino Giga. Đó là một phần của Para cải tiến sức mạnh. Vậy là nó còn mạnh hơn nô lệ Dino thông thường. Tên của ta là Patra, kẻ săn mồi. Ta sẽ không trốn trong bóng tối như Dino và Vito đâu. Và bây giờ cuộc săn mồi sẽ bắt đầu. Masungasaurus! Kìa. Điếp chiêu.
không thể nào. Hả? Sao nó làm được? Mọi người, bao nghe nè. Nó đang sử dụng tia phóng đại đó. Nhớ lúc nó hấp thụ năng lượng ánh sáng của viên đá thiên hà không? Bây giờ nó có thể phóng ra chùm tia năng lượng siêu cường như vậy đó. Chúng ta thể hiện thôi. Cầu lửa. Hả? Chiêu này không ăn thua rồi. Hãy xem sức mạnh của đá thiên hà đây. Bucket. Có sao không? Được rồi, nghe nè, muốn đánh bại nó phải tản ra rồi tấn công. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Tấn công nào. Tia phóng đại. Phải nhanh hơn nữa. Không thành vấn đề. Bóng vuốt laser. Biến hình Saber. Tốc độ siêu phàm. Tia sáng. Tốc độ siêu phàm. Tới lúc rồi. Trai biến hình. Nhanh đó, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Đông kim. Nhanh, tấn công đi. Không. Không. Nghe đây, cuộc săn mồi chỉ mới bắt đầu thôi. Chùm tia phóng đại phóng ra. Nó có thể dùng cả thân hình để phóng tia. Hả? Chỉ với một con Dino thôi sao? Thì không công bằng. Đó là khi nào để Dino Giga và đá thiên hà hợp nhất. Phải làm sao bây giờ? Mau đầu hàng đi bậc thầy Dino. Không bao giờ. Ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao? Nó mạnh thật đó. Kết thúc được rồi ha. Ôi chàng.